Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Âm Thanh tổng hợp một số bộ dàn cũng như đôi loa. Hiện tại là Tuấn đã chuyển tổng kho Long Bình về tại nhà tại tỉnh Phú Thọ các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo số điện thoại là 0982 246 621. Sau đây em sẽ quay lần lượt chọn một số mã dàn và loa các bác. Đầu tiên là đôi loa Pioneer CS 3000A. Đôi này chắc là bác nào khỏe không bê được đến 100m đâu chứ. Tổng một đôi loa này gần một tạ các bác nhé. Em nó nặng gần một tạ luôn đôi loa này. Đây là đôi loa Pioneer CS 3000A. Hàng còn rất là đẹp, zin luôn các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Pioneer CS 3000A này. Ok chưa các bác? Đây là phía sau của em nó, từ từ đã, nó nặng hơi nặng quá. Nó không nhẹ. Này để em quay chậm lại cho các bác nhìn. Đây phía sau của em nó đây. Hàng còn quá đẹp luôn các bạn. 100W một loa, trở kháng 8 ohm. Bên cạnh để ghép cho em nó, em đang ghép con Sansui Alpha 707. Hàng còn quá là đẹp như mới luôn. Này, Sansui Alpha. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Còn bên này là đôi là cụm Pioneer CS 700. Hàng còn quá là đẹp luôn các bác nhé. Đôi loa CS 3000A này giá gần 20 triệu thôi các bạn. Đôi này thì hơn chục. Nó xịt xoát đấy. Đôi này nó xịt xoát. Hai đôi này gần ngang nhau. Trên đây là cái đài than, tủ đĩa than, đài cổ. Đây, không còn nguyên luôn. Đây cổ luôn các bác nhé. Đây, chạy đĩa than luôn nhé. Hàng còn rất là đẹp. Con này là giá 5,8 triệu. Tiếp bên này nữa, cũng là chiếc đài đĩa than. Hàng là hàng đời mới, hàng mới các bác nhé. Chạy đĩa than rất tốt luôn. Đây, đây, có đĩa sẵn. Em thử rồi đấy, chạy hết rồi. Chạy rất tốt luôn. Có cả radio, con này radio. Con này có 5 trong 1 luôn nhé. Radio là cassette FM, rồi là CD, chạy tất liền loa luôn, loa âm ly liền luôn trong đấy. Còn con này thì là nổi trội hơn, là cũng như con đấy. Nhưng con này giá 5,5 triệu, nhưng con này là hàng mới nên có thiết bị là bắt Bluetooth, có nghĩa phát từ Bluetooth nhạc từ điện thoại ra, không cần cắm dây. Bluetooth này USB có này. Đấy. Ngoài ra cổng AUX, cổng line, cổng tai phone đều có hết. Tiếp theo đây là bộ dàn A85. Hàng nó rất đẹp, 85 rồi là đây là bộ Panasonic DN7. Tiếp theo là Panasonic D7. Có rất nhiều Panasonic D7 này, DN7 này, và có cả D70, D50 có hết các bác nhé. Tiếp theo đây nữa là đôi loa Diatone. Đôi loa Diatone DS77EX. Hàng còn quá là đẹp, khó mới luôn. Loa làm như kiểu vẩy rắn luôn các bác nhé. Này, đừng tiếc. Con này có thể nghe nhạc và hát luôn. Rất có thể hát được các bạn. Bởi vì công suất nó khá to.
Con này công suất của em nó 230W các bác nhé. Này, có thể vừa nghe vừa hát. Ok. Này, tiếp theo là bộ Technic D7000. Technic D7000 dưới đây các bác nhé. Rồi là Kenwood DG3. Đây là bộ Kenwood DG3 các bác nhé. Trong này là Kenwood A76 này. Tiếp dưới này là Kenwood 5G này. Còn tiếp đây nữa là bộ Sony MD888. Phía dưới là bộ Sony 750 V750. Ở đây là bộ Sony V750 bát vuông các bác nhé. Bát rất là độc đáo, vuông. Rồi. Tiếp lên đây là bộ dàn Pioneer G200. Là Pioneer G200 hai loa cây. Ở dưới này là bộ Sony AT311. Còn đây là bộ Onkyo PA7SD, hay gọi là PS77 được. Đấy, đây là bộ Onkyo, hàng còn quá là chất luôn. Bác nhìn loa này, quá là đẹp. Được chưa? Nhìn chữ chưa? Đấy, súp Kenwood cũng có luôn nhé các bác nhé. Đây là súp Kenwood. Đây là bộ Victor EXG7 SEA chứ EG7. Đấy, G7 đây, nó là G7 này. Tất cả đều combo G7 hết. Loa của em nó đây, bát 27, trung khá to luôn, sáng. Đây, G7 đây bác. Đây là em Onkyo C50. Gỗ thiết kế rất là đẹp, vân gỗ Onkyo C50 nữa. Tiếp đằng sau này là bộ Pioneer, cũng bát 2, bao này bát 25. Pioneer 640. Nói chung là còn khá nhiều. Đây là đôi loa BMW H Karaoke hàng Nhật xịn CS300V, giá 5,5 triệu. Trên là đôi Bose 301 Series 2, hàng zin hết nhá, zin xịn hết các bác nhá. Bose 301 Series 2 giá 6,5 triệu. Ngoài ra đài cassette thì còn rất nhiều. Nào, đây là bộ Panasonic DN7 này. Ủa, nhiều lắm các bạn. Tiếp đây là bộ đàn ông. Đây là bộ đàn ông 5 thớt, gồm có âm ly này, CD này, MD này, cassette. Đấy coi, có rất nhiều. Nhà em nó sắp thành cái tổng kho các bạn. Quá nhiều đấy, em đọc sơ qua một số bộ nó nổi, chưa ghép lên đâu. Còn loa nước bên cạnh em không đọc nữa, nhiều. Vừa về đây anh ạ, hàng vừa về luôn nhé. Hàng vừa về nên chưa dọn được, nó đang lung tung hết các bạn. Còn nhiều lắm. Ok chưa? Này, ngoài ra tiếp ra ngoài nữa, tổng kho ngoài này nữa các bạn. Dàn mini còn rất là nhiều, đài cassette này rất là nhiều luôn. Đây là mini cả đống này. Đây là mini cả đống này. Đây, loa và đống loa luôn. Này, loa cả đống luôn nhé các bạn. Đấy, cả đống luôn. Nó thành tổng kho rồi.
Rồi, tiếp theo này. Rồi, rất nhiều. Loa còn khá là nhiều luôn, máy rửa bát còn rất nhiều các bạn nhá. Máy rửa bát vừa về này. Cả đống máy rửa bát luôn. Mau. Đấy, máy rửa bát này. Máy rửa bát này, máy tính này. Bếp từ của Nhật nhé. Bếp từ Nhật này, máy lọc không khí này, còn rất nhiều luôn. Máy lọc không khí, bếp từ của Nhật này. Đây em quay tổng thể thôi, bác nào cần gì em quay, còn mai em mới dọn về đây em chưa đăng kỹ bài được. Bếp từ còn rất là nhiều. Ui rồi còn trong này cả kho. Nói chung là quay thì nhiều lắm các bạn. Nhà em thì em không có chỗ để, em nhét hết cả vào phòng. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em. Vâng. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982. Đây các bác. 0982 246 621. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại của em vào YouTube, Google, Zalo hay Facebook. Tất cả các bài đăng của em ở trên đó sẽ hiện hết cho các bác thoải mái lựa chọn. Em trân trọng cảm ơn.